Dạ vâng, em xin chào cả nhà buổi trưa. Hôm nay là thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021. Em tiếp tục review giới thiệu đến cả nhà cái lô bông trang Thái một cốt đủ màu luôn nha cả nhà. Thì cái vàng này ảnh màu đỏ, màu cam dưới màu vàng. Tất cả đều là một cốt ạ. Bên đây có cây màu hồng. Màu hồng mini rất là đẹp luôn. Đây là những anh lá hẹ, trang lá hẹ một cốt. Em review từng cây á. Cả nhà thích loại nào hoặc là cây nào ở phút thứ mấy á thì cả nhà chụp cái màn hình lại giúp em, rồi gửi qua Zalo. Ví dụ như cây này ở phút thứ 1 phút 30 giây, cả nhà chụp màn hình lại và gửi Zalo qua cho em là em sẽ giao y chang cây đó cho cả nhà. Đó. Cái gốc này quái quái cũng đẹp quá.